xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Để tồn tại, nâng cao, phát triển năng lực cạnh tranh là vấn đề thiết yếu đối với cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là tại thời điểm hiện nay khi mà Việt Nam đang tham gia ngày càng nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Trên thực tế, hàng hóa của Việt Nam những năm gần đây đã có những tiến bộ rõ rệt về mẫu mã và chất lượng. Tuy nhiên, để có thể đáp ứng được yêu cầu của các thị trường nhập khẩu khó tính, đồng thời nâng cao hơn nữa những giá trị của hàng hóa, giá trị của các sức cạnh tranh cho sản phẩm, nhà nước sẽ phải có những chính sách và chủ trương như thế nào nhằm kích thích sự nỗ lực của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần có những tư duy, giải pháp đổi mới ra sao trong việc nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Để giúp độc giả có cái nhìn toàn diện về vấn đề này, báo Tuổi Trẻ Thủ Đô phối hợp với Viện Kinh tế Việt Nam tổ chức tọa đàm với nội dung nâng cao năng lực quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Và tham dự chương trình ngày hôm nay, xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời, tiến sĩ Bùi Quang Tuấn, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu tiến sĩ Võ Chí Thành, chuyên gia kinh tế. Và bà Nguyễn Thị Thanh Hoa, Tổng Giám đốc EUBID Việt Nam. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn các vị khách mời đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Và câu hỏi đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay, vâng, vậy về phía doanh nghiệp, theo bà Nguyễn Thị Thanh Hoa, theo bà thì bà cảm thấy là đối với cái bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế như vậy thì các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp xuất khẩu cần chuẩn bị những điều gì ạ? Với tôi thì cái việc mà doanh nghiệp cần đạt được những cái tiêu chuẩn để mà thực hiện được cái vấn đề mà xuất khẩu là rất là quan trọng. Với chúng tôi thì cái việc mà khi mà để chuẩn hóa để đi xuất khẩu và hội nhập vào quốc tế thì bắt đầu từ cái khâu đó là khâu nguyên liệu chúng ta phải chuẩn hóa rồi. Sau đó thì đến khâu nhà máy ạ. Khâu nhà máy công ta cũng phải đảm bảo những cái tiêu chuẩn chất lượng theo yêu cầu của các thị trường quốc tế. Tôi ví dụ như là vào Mỹ chẳng hạn thì chúng ta phải đạt được những tiêu chuẩn như là HACCP hay là GMP hay là liên quan đến HACCP. Ngoài ra thì chúng ta đi vào thị trường châu Âu thì chúng ta lại cần phải đảm những cái tiêu chuẩn như là IFS dành cho việc là an toàn thực phẩm vào châu Âu, hay là những cái tiêu chuẩn như là BRC. Đấy là những cái tiêu chuẩn mà chúng ta cần phải đạt được để có thể tiếp cận được vào những cái thị trường đó. Ngoài ra, sau khi chúng ta đã hoàn thiện được những cái tiêu chuẩn nhà máy rồi thì chúng ta cần phải hoàn thiện về bao bì. Bao bì của chúng ta có đạt được cái tiêu chuẩn mà quốc tế họ công nhận hay không? Bởi vì ngay cả chúng tôi khi mà làm cái bao bì mà xuất sang thị trường Mỹ hay châu Âu, chúng tôi đều phải có cái phần review cái mẫu bao bì đó có đúng theo luật để họ có chấp nhận cái sản phẩm bao bì đó vào thị trường đấy hay không? Được lưu hành cái sản phẩm đấy ở tại thị trường đó hay không? Và ngoài ra thì chúng ta sẽ phải có một cái tư tưởng và cái nhận thức, đó là làm thương hiệu cho sản phẩm của mình. Kể một câu chuyện làm sao để cho người nước ngoài, đó khách hàng nước ngoài, khách hàng quốc tế họ biết đến sản phẩm của mình, họ cảm thấy thực sự là hứng thú với cái sản phẩm này của mình. Thế thì đó là cái sâu chuỗi một cái quá trình mà chúng ta làm thế nào để chuẩn hóa, để chúng ta có thể có những cái điều kiện hội nhập và chúng ta có những cái lợi thế mà chúng ta có thể là tiếp cận khách hàng và có thể giúp cho như anh vừa nói, đó là chúng ta có thể là kết nối được rất nhiều những nhà đầu tư cũng như là khách hàng đến với Việt Nam mua những sản phẩm Việt Nam chất lượng cao. Đó là chúng tôi có những cái hướng như vậy. Vâng ạ, đó, hy vọng trong thời gian tới thì các doanh nghiệp đều có thể đạt được những cái điều như bà Thị Thanh Hoa vừa mới nêu ra.